Hello, Phường VV xin kính chào quý vị và các bạn. Xin kính chúc quý vị và các bạn một ngày thật tốt lành. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ kênh Phường VV. Hôm nay Phường VV có xem video của anh Lộc và Phường VV luôn theo dõi kênh của anh Lộc và ủng hộ anh và mong anh hãy mạnh mẽ chống lại nàng tiên nâu quái hát đó. Xem một vòng trên kênh của anh Lộc và thấy anh quay về anh Mía, một nạn nhân của YouTube sân si. Và Phường VV sẽ phân tích về vấn đề anh Mía sao. Và hiện tại trở lại vấn đề về anh Lộc, 2 tuần trước anh đã vào nơi để cai thuốc và chị Hương đã dắt anh vào cái chỗ đó và chị đã lo lắng bởi vì đây là một ngôi nhà để cho anh Lộc ở trong đó và chỉ ở lại được vào chiều và ban đêm ngủ ở trong đó mà thôi, còn ban ngày phải ra ngoài. Nhưng Phương VV không thấy họ có một cái lộ trình hay một liệu trình để cai. Thì Phương VV chỉ thấy là họ có thử nước tiểu bất cứ lúc nào họ muốn, là bất kỳ. Ví dụ như họ thích thì họ cứ kêu vào họ thử. Nếu có thì họ sẽ không cho ở trong đây nữa và ra khỏi một cái chương trình đó. Và Phương VV nghĩ nếu không có sự ràng buộc khắt khe, liệu họ có cai được không? Không, đây là một câu hỏi mà khó tìm ra cái đáp án. Và theo Phương VV thì họ nên giúp những người này có những công việc bận rộn, vì có công việc mới làm cho họ quên đi nàng tiên ấy. Người ta thường nói câu nhàn cư vi bất thiện hay là rảnh rỗi sinh nông nổi. Và chính anh Lộc cũng hiểu được điều này và anh muốn trong thời gian mà chống lại nàng tiên nâu này thì anh muốn quên đi thời gian bằng cách là anh đã làm YouTube và anh muốn chạy DoorDash để qua đi những cái thời gian này, vì anh biết nếu cai được là anh sẽ được chị Thắm hàn gắn lại và tiếp tục chung sống với anh. Thì nói đến chị Thắm thì lúc trước có rất nhiều người không biết rõ được câu chuyện như thế nào, chỉ nghe một phía và phán xét và chửi rủa chị rất nhiều. Thì Phương VV nghĩ chị là người dám đạp trên dư luận cũng như là bỏ đi sự phản đối của gia đình để đến với anh Lộc, thì chị cũng là một người có tấm lòng nhân ái. Và chị không muốn hại anh Lộc, mà chỉ là anh Lộc là nguyên nhân. Anh đã trở lại với nàng tiên nâu thì làm sao mà chị Thắm chấp nhận được. Và hôm nay anh Lộc có làm một cái video mà anh nói là lúc đau buồn anh tin tưởng vào bạn bè và tâm sự với họ, thì cuối cùng họ muốn đánh bóng tên tuổi và làm cho cuộc sống của anh càng tồi tệ hơn. Điều này thì Phương VV tin tưởng ở anh. Nhưng theo Phương VV, anh không cần phải nói vấn đề này, vì nó có thể gây ra sự tranh cãi và lộn xộn ở trên mạng xã hội hay là trong cuộc sống của anh. Hiện tại bây giờ anh nên tập trung vào cái việc là chấm dứt qua lại với nàng tiên nâu. Nàng tiên này đã kéo chân anh mười mấy năm ở dưới suối, đã làm cho anh sắp đổ vỡ một gia đình. Đây là cơ hội cuối cùng cho cuộc đời anh. Nếu lần này anh không làm được thì Phương VV nghĩ rằng không có một chị Thắm nào chấp nhận. Và Phương VV phân tích điều này để cho anh Lộc ngồi đó mà chiêm nghiệm lại những lời Phương VV nói, những lời Phương VV đã góp ý cho anh để làm động lực cho anh. Anh tập trung vào làm YouTube nè, rồi tìm công việc nè, để vừa qua đi thời gian và cũng như là anh có được một số tiền. Và quan trọng nhất là anh dứt khoát không phải chấm dứt những cái chất cấm không và làm lại cuộc đời. Và Phương VV tin rằng anh Lộc làm được việc điều này, bởi vì anh Lộc là người đã tự đăng ký vào chương trình, anh tự nguyện đăng ký vào chương trình, không ai bắt buộc anh cả. Và cái chương trình này Phương VV nghĩ là chỉ dành cho những người mà tự nguyện chứ không thể bắt buộc họ, bởi vì bằng ngày họ muốn đi đâu họ đi không, thì họ làm cái gì đâu có biết không. Nhưng mà quan trọng là người ta sẽ thử nước tiểu bất kỳ lúc nào không? Và Phương VV tin rằng anh Lộc sẽ làm được. Chúc anh thành công trong cuộc sống. Điều tiếp theo mà Phương VV muốn nói là anh Lộc có quay về anh Mía. Thì mấy hôm trước Phương VV có xem Hằng Kelly
nói là đi ở ngoài đường và thấy anh Mía đang đi lang thang. Ông Hằng rất là đau lòng và giằng co tâm lý là có nên là giúp đỡ anh, tiếp tục giúp đỡ anh hay không. Ông và Hằng đã dừng lại và đấu tranh tư tưởng trong tư tưởng để là giúp, không giúp, giúp hay là không giúp. Nhưng mà cuối cùng Hằng phải lờ đi, bởi vì Hằng nghĩ lại lúc trước anh Mía đã bị lợi dụng, người khác lợi dụng, và đây là một, để làm một cái công cụ mà thưa Hằng Cao Ly. Thì thực sự thì nó khi mà ở Mỹ này mà đi tới tòa án thì nó phiền phức, rồi nó mất thời gian. Những người mà họ rảnh rỗi thì không nói gì, còn những người mà bận rộn thì rất là mất thời gian. Cho nên là tránh được cái nào thì cứ tránh. Và hiện tại bây giờ thì Phương PV có những câu hỏi như thế này, là những người đã từng nói là giúp đỡ anh Mía thì họ đâu mất hết rồi, xong không thấy họ giúp anh Mía đã được Hằng Cao Ly giúp ở trong nhà của Hằng mấy năm trời, thì tại sao họ chỉ muốn hạ kênh Hằng Cao Ly mà hại luôn cả anh Mía? Bây giờ anh không có cách nào mà anh tiếp tục phải vô gia cư một lần nữa. Những người đã từng nói giúp anh Mía thì bây giờ họ ở đâu? Họ có phải là người tốt hay không? Những gì họ nói trên YouTube bây giờ họ xóa đi, nhưng khán giả chúng ta đã thấy được những gì họ đã nói và họ vẫn còn nhớ. Những người này họ muốn hạ Hằng Cao Ly, họ thưa kênh Hằng Cao Ly và họ viết đơn rồi bảo anh ký vào đó. Thì anh Mía lúc đó anh không hiểu gì hết, anh đầu óc của anh cũng có vấn đề, anh không có hiểu, cho nên anh đã ký vào. Và bây giờ anh ra nông nổi thế này. Thì mấy hôm trước thì Phương VV có xem kênh của Yến Nhi. Thì xưa giờ Phương VV cũng không có xem kênh của Yến Nhi, nhưng mà hôm nay Phương VV lướt qua và thấy rằng là Yến Nhi đăng lên cuộc nói chuyện giữa anh Don, anh Mía, Yến Nhi và một số người khác. Thì những người này đã từng là hợp tác của Trang Lê để dùng Cường, anh Mía cũng như là chú Xuân để hại Hằng Cao Ly, nhưng mà cuối cùng họ lại trở mặt với nhau. Phương VAV có nghe anh Don nói rằng là không làm gì được Hằng Cao Ly và để Hằng Cao Ly cười cho. Thì như vậy chắc chắn là những gì mà Trang Lê nói trước đây trên YouTube là không đúng sự thật. Cường và Trang Lê nói là thắng kiện, nhưng Hằng nói thì không có chuyện gì xảy ra. Và họ nói là trong thời gian là bao nhiêu ngày Hằng Cao Ly phải lấy những video xuống, nhưng mà cho đến nay thời gian đã lâu thì những video đó Hằng Cao Ly vẫn còn giữ ở trên kênh. Như vậy là chúng ta cũng biết rằng là ai là người thắng kiện không? Thì anh Don này là ảnh là người cũng muốn góp sức để thưa Hằng Cao Ly, nhưng mà cuối cùng không làm gì được gì hết. Thì anh nói là có lý, không làm được gì hết và Hằng Cao Ly cười cho. Thì theo Phương VOV hay là khán giả khi mà xem cái video mà quay anh Mía đi lang thang ngoài đường thì rất là tội. Thì thực sự là anh Mía, thần kinh của anh không có bình thường, nhưng mà anh có nhiều câu nói rất là có lý. Thì Phương VOV nghĩ rằng là anh không hiểu chuyện gì hết khi mà ra tòa. Lúc trước Hằng Cao Ly có nói là anh nghĩ là Hằng Cao Ly muốn ra tòa để cho anh Mía không được đến gần Hằng, chứ không, anh không biết là anh là người đứng đơn để thưa là không cho Hằng Cao Ly đến gần anh. Anh Lộc có hỏi anh Mía rằng tại sao không gọi Hằng Cao Ly. Thì Phương VV thấy là anh Mía có vẻ như là thấy có lỗi với Hằng nên không muốn gọi. Và bây giờ những kênh YouTube khác đã nghĩ gì khi anh Mía đang ở ngoài, ở nhà Hằng Cao Ly và bị mọi người xúi dục ra ngoài và cuối cùng lại lang thang ở ngoài đường. Quý vị và các bạn thấy họ có cảm thấy xấu hổ khi những gì họ đã làm không? Hay là họ vẫn tìm cách chống phá người khác trong vô vọng? Để rồi sự tin tưởng của khán giả không còn nữa và không ai quan tâm đến họ nữa. Và sau đây là bình luận của khán giả. Khán giả nói rằng, anh Phương nghĩ gì khi Hằng Cao Ly ra video có tựa đề "Em là người vợ của người ta", có Phi Vũ đứng bên cạnh và bạn chấm 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 hỏi chấm hỏi.
Thì cái này là bạn đang nghi vấn, bạn hỏi Phương VV. Và bạn nói tiếp theo, Phi Vũ là một người bất lịch sự, ăn nói bậy bạ, cứ mỗi lần Hằng Kali nói chuyện là cứ lẩn quẩn bên cạnh Hằng Kali, muốn xuất hiện trước ống kính khi Hằng Kali nói chuyện trên video hoặc nói chuyện, ca hát lớn tiếng vọng vào video, đúng là một người không có dạy, vô học. Còn mắt thì lúc nào cũng lờ đờ, miệng thì ngáp. Thì Phương VV cũng trả lời bạn rằng thì với cái tựa đề là em đã là vợ người ta, cái này là chắc có lẽ là bạn không có cập nhật nhiều trên mạng. Thì đây là một cái bài hát và cái video này là Hằng quay TikTok. Thì cái này chắc có lẽ là bạn chưa có xem nhiều về TikTok cho nên là không có hiểu được ý nghĩa của này, cho nên bạn thắc mắc. Thì Phương VV giải thích với bạn rằng thì đây chỉ là quay TikTok và theo cái bài hát em đã là vợ người ta mà thôi, chứ cái này là thật sự nó cũng không nói lên được cái việc gì đó. Còn nói về Phi Vũ, bạn nói là mất lịch sự, ăn nói bậy bạ, thì thực ra cũng không trách, bởi vì Phi Vũ là người đã sử dụng thuốc cũng trong một thời gian dài. Và hiện tại thì Phương VV thấy là Hằng cũng có nói là những cái video mà Phi Vũ như thế này thế nọ thì nói chung là không bình thường á. Thì Hằng chưa có đưa lên nhiều, nhưng mà hôm nay thì thấy Hằng là bắt đầu đưa lên, thì Phương VV thấy rằng là Phi Vũ là một người đầu óc cũng không có tỉnh táo bình thường, cho nên là bạn cũng thông cảm, bởi vì những người này họ đang được Hằng Kali giúp đỡ để họ trở lại cuộc sống bình thường. Nhưng mà không biết là họ có làm được hay không, thì đó còn tùy thuộc vào tương lai. Và tiếp theo là bình luận của Mitchell Thái. Bạn nói là làm thầy mà u mê, nếu giúp thì đừng đưa người ta lên YouTube để cả thế giới coi, lấy view, kiếm tiền khủng, đó là giúp hả? Tôi hỏi ông, nếu nhà ông có người nghiện, ngày nào có dám lợi dụng từ thiện chĩa máy quay đưa người ta lên mạng, thì hỏi ông những người thân của họ sẽ như thế nào? Ông nghĩ như thế nào hả ông? Tôi không làm YouTube, chỉ là khán giả hay coi của Hằng. Nay thấy Hằng lợi dụng những người vô gia cư, quay họ, đưa những hình ảnh của họ, nhìn rất tội. Chắc ông là thầy giáo, ông thừa biết ý nghĩ của hai từ từ thiện, nó cao quý lắm, không vụ lợi, làm bằng tình thương. Đằng này cứ lấy cái yếu điểm của họ ra làm giàu trên thân xác của họ. Tôi không hiểu từ thiện gì. Cuộc sống này nó vô thường, đừng tham lam quá độ, hãy nhìn một cách khách quan mà lên tiếng cho những người Việt mình. Và có khán giả đã trả lời bạn rằng hai vợ chồng ráng coi thêm mấy kênh YouTuber khác ở Mỹ chuyên hay đi giúp những người homeless nha, để biết thêm. Thì trả lời bạn rằng thì thực ra là Hằng Kali là người làm YouTube, Phương VV cũng nói rồi, Hằng Kali làm YouTube thì làm YouTube để lấy tiền YouTube, đúng không? Và đúng là Hằng Kali cũng nhờ những người này để có được những cái view của khán giả. Nhưng khi mà những người này họ đồng ý đưa lên video thì Hằng mới đưa lên. Khi mà đưa lên thì họ cũng được những khán giả giúp đỡ họ về mặt vật chất cũng như về tiền bạc để họ sống. Thì cái này là trong cuộc sống gọi là đôi bên cùng có lợi, không ai lợi dụng ai. Còn nói về á, vấn đề mà là nói Hằng Kali làm từ thiện thì nó cũng không chính xác, bởi vì bạn nói chính xác là từ thiện là không vụ lợi. Còn cái này họ làm YouTube và họ là người trung gian để kết nối giữa người muốn giúp đỡ và người cần giúp đỡ, không? Cho nên là cái này là trong cuộc sống nó là có qua có lại. Nếu bạn làm YouTube thì bạn cũng phải tìm cách để kiếm view mà thôi. Phương VV xin cảm ơn tất cả những khán giả đã ủng hộ kênh Phương VV và comment. Trong đó có rất nhiều khán giả đã ủng hộ Phương VV, nhưng mà Phương VV không thể nào kể hết được ở trên đây, mà Phương VV chỉ lấy một vài comment trái chiều để mình mổ xẻ, mình bình luận, mình phân tích để cho khán giả được hiểu rõ thêm. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.